Trong kỳ cung của Nha Trang. Cái gì vậy? Đó cho là cây lâu quá trọng. Yeah.
Cục chưa? Bạn em giấu mà mình đang quen ra là em nay cho em đâu. Quý năm nay tại sao cứ đi làm nào? Mình có hình trong này thôi. Nhìn em xem. Ghê hả? Ghê ra đưa lên mạng ai đưa tiền lên được. Nó đưa thì đem trên mạng ấy, đem map vào, đem map vào. Map vào trên sáng thì thấy sáng lên lại. Ủa hết à? Hết rồi, một giờ. Ủa, cát gì vậy? Cát là cát gì vậy? Ờ, đâu, cát nhất hình vậy này. Thiết linh, thiết linh. Hình đấy. Cái cá này là mấy chục cân luôn đấy nhỉ? Chứ không, còn có con 50 cân luôn đấy. Con này mới to này, con này mới to. Xuống dưới, dưới, dưới. Ở dưới đây hả? Đến với chương trình biểu diễn cho các anh tại thuy cung Vinh Wonder Nha Trang ngày hôm nay. Trước mặt quý khách đây chính là anh chàng thợ lặn của chúng tôi, một chàng cổ tay thật to thay cho lời chào đi ạ. Ngày hôm nay quý khách sẽ được biết đến những tập tính ăn uống cũng như quá trình chăm sóc và chế biến thức ăn của các loài sinh vật. Vâng, kính thưa quý khách, bể chính của cung điện Hải Vương thì là bể chứa nước biển lớn nhất Việt Nam và lượng dung tích lên đến 3 triệu lít. Phía bên trong bể có hơn 300 loài sinh vật, bao
là các loại cá này nhé. Ở phía sau tôi của chúng có rất là nhiều ga đậu, nên